mình là Nguyễn Thị Thu Hằng, hiện nay thì mình đang là nhân viên tư vấn tài chính cho hội đồng quản trị của Trung tâm Xã. Trước đây thì mình cũng là sinh viên khoa quản trị kinh doanh khóa 2009-2013 của trường. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Hương Nhu và mình là cựu sinh viên của trường Đại học Nguyễn Trãi. Mình tốt nghiệp bên khoa quản trị kinh doanh và hiện tại thì mình đang làm marketing kiêm PR cho thời trang thiết kế Sai La. Mình là Trần Xuân Tùng, em đang làm công ty kiến trúc ở Hà Nội, mới chuyển sang công ty đấy do người bạn giới thiệu thôi. Và em đang là quản lý của trung tâm nghiệp vẽ của em là học ở trường, cho học thầy
trường thì có thầy mà em yêu quý nhất là thầy Hoàng Trinh. Hoàng Trinh và em còn những thầy cũng thầy Huê này, Liêm này, vân vân, rất nhiều thầy. Nhưng mà các thầy những thầy đều có điểm hay của nó. Chắc thì nên là em say mê với thầy Hoàng Trinh mà. Đấy là cách học này rất hay. Và em thường hay quan tâm đến vấn đề là cách học hơn là quan tâm đến vấn đề công thức. Chỉ nghĩ ra là cách nào nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Chứ thì chắc cũng hơi lười, lười hành động hay lười vận động. Nhưng mà thầy khi mình khác, thầy vẽ rất nhiều. Nói chung là luôn luôn mà học từ thầy trường này đã đào tạo ra những sinh viên rất là tự tin, có kỹ năng, có kiến thức, và mình rất là tự hào khi đại diện cho sinh viên của trường Đại học Nguyễn Trãi để trả lời với họ rằng tôi là sinh viên. Báo phát thanh và truyền hình, báo chí tuyên truyền, và mình sẽ tiếp tục học lên
cao học của trường này, và mình hy vọng là mình có thể theo đuổi được niềm đam mê tiếp theo của mình, đó là hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền hình, và đó sẽ là một trong những mục tiêu mình sẽ theo đuổi trong tương lai gần trước mắt và trong tương lai xa. Trong tương lai của mình là mình sẽ học lên thạc sĩ. Đầu tiên thì là nếu rằng tương lai của những người nếu có rất nhiều con đường để đi tới, thực ra mình cũng rất mơ có thể đi được cái ngôn nghệ thuật như là Pháp, bởi vì Pháp làm chính phủ thực ra mình cũng tìm hiểu thì tài họ rất lớn cho những người cử nhân tốt nghiệp các trường nhà thuật và kiến trúc. Nếu bạn nào có cơ hội thì nên đi học Pháp, tại vì là chính phủ Pháp cũng tài trợ học bổng FPN là bằng một đoạn phần và hỗ trợ rất lớn cho các bạn học sinh viên để thực hiện học luôn ở Pháp và làm việc ở Pháp sau khi tốt nghiệp. Nhưng mà thực ra là điều kiện là như vậy, nhưng mục đích chính của mình là đi học cuộc sống, và ngoài việc bản thân gia đình gia đình chính hơn thế là càng là đối với hiện tại thì mình sẽ hướng phát triển tiếp theo để có thể 2 năm nữa sẽ bắt đầu học hiện tại. Và để cho tiếp tục cho công việc này có hơn gì trong tương lai chị có thể chia sẻ với chúng tớ được không? Nói về dự định trong tương lai thì không thể đồng ý được ạ, mà phải nói ra anh nghĩ là tớ sẽ hỏi là bạn đã có ý định dự định gì trong tương lai chưa thì ở trường đại học Nguyễn Trãi thì cái việc mà mình học được đầu tiên ấy thì đó chính là việc dạy cho tương lai ấy. Vì ở trường thì mình được học các cái kỹ năng và từ đó thì mình mới biết được cái bản thân hơn. Khi đầu mình mới bước vào trường học ấy thì mình chưa có khái niệm lắm về cái ngành mình học đâu và cũng chưa biết nhiều về nghề nghiệp. Tuy nhiên thì môn học đầu tiên khi mình đến với trường đại học Nguyễn Trãi thì lại là môn học về kỹ năng mềm. Đầu tiên đó là kỹ năng quản lý thời gian, thứ hai đó là kỹ năng về làm việc nhóm. Và như kỹ năng mà mình cảm thấy mình tâm đắc nhất trong số những kỹ năng mình học, bên cạnh đó thì mình cần là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình. Và cái dự định tương lai của mình thì lại là liên quan đến một vài cái kỹ năng về kỹ năng giao tiếp thuyết trình đấy. Bởi vì cái ước mơ của mình về sau thì tất nhiên rồi, học quản trị kinh doanh thì ban đầu bao giờ cũng nghĩ là mình sẽ làm lãnh đạo. Không biết là có những các bạn giống mình thấy mình còn có thích lãnh đạo không? Nhưng mà mình xong cũng sẽ tự tin là mình có khả năng để trước mọi người. Đầu tiên thì mình muốn trở thành một diễn giả, không chỉ là đứng ở ngay trước các bạn sinh viên để chia sẻ các bạn cho các bạn về những cái kỹ năng mình đã học được, mà còn trước cả những cái doanh nghiệp. Bởi vì hiện nay thì sau khi mà mình được trường tạo cơ hội cho tiếp xúc với các doanh nghiệp ý, nên là thời gian 3 tháng thực tập tại BB Bank thì mình nhận thấy là đa phần các bạn có lẽ là chẳng đối tượng như mình thôi, đi làm việc nhưng còn thiếu rất nhiều kỹ năng và thiếu những cái bài học của cuộc sống. Và ở trường thì mình sẽ lại được rất nhiều các thầy có kinh nghiệm chia sẻ cho em những điều đó và mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Thứ hai là nếu mà sau này mà có thể thành công hơn thì mình sẽ trở thành một khác một số một xíu nhà đầu tư, và có thể là cũng là đầu tư về giáo dục bắt đầu từ trường mầm non trước. Vì dự định trong tương lai của mình thì mình đang có dự định là sẽ học thêm một cái chương trình hoặc là một cái khóa học về marketing hoặc là kinh doanh online. Đấy, những cái đấy mình nghĩ là nó rất là thiết thực cho cái thời buổi hiện tại, bởi vì hiện tại thì mọi người đang tiếp cận với cái internet rất là nhiều và cái nguồn thông tin ở trên internet nó rất là rộng lớn. Thế là mình sẽ học thêm những cái đó. Khi đặt chân vào môi trường thì bạn hãy thể hiện mình một cách hết sức để bạn có thể phát huy được tất cả những thế mạnh của chúng ta, và chúc cho các bạn luôn luôn là những sinh viên năng động, thành công và nhiệt huyết với những ngành nghề mà các bạn đang theo đuổi. Mình muốn gửi tới tất cả các thầy cô giáo và toàn thể các bạn có sức khỏe
điều mà có lẽ là không phải là dễ nói ra và chưa từng nói ra bằng lời gì đó, nhưng mà trong lòng mình luôn rất cảm ơn các thầy cô, những người mà đã chỉ dạy cho mình, chia sẻ cho mình những cái kiến thức. Đó cũng là những người mà rất yêu thương mình nữa, vì không phải ban đầu mà ai đến với trường đại học chắc cũng sẽ hiểu được. Đây là một cái môi trường mà là kinh nghiệm đối với các em sinh viên. Mình đã trải qua một quá trình làm vận động viên và tư vấn cho các em vào trường đại học Nguyễn Trãi. Với tất cả các em thì mình đều mong muốn rằng các em sẽ có cái sự tự tin, cái sự tin tưởng để phấn đấu học tập. Đừng quan trọng ban đầu, thì đừng quan trọng là lúc đầu các em bước thế nào, mà hãy quan trọng những bước đi của các em về tiếp theo. Đó mới là điều quan trọng, vì một bước chân ban đầu thì không thể tạo thành thành quả được, mà nó phải là những bước đi dần dần. Hy vọng rằng các em sẽ nhận được những cái gì mà nó nhận được những cái gì nó tốt nhất ở đây và có thể cùng chung tay để xây dựng trường. Cảm ơn bạn. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các thầy cô mà đã giúp mình trong thời gian mà mình học trên ở trường Nguyễn Trãi. Đầu tiên phải nói đến đó là thầy Luận, bởi vì thầy là con người rất tuyệt vời. Thầy đã mang đến cho bọn mình cái cơ hội để tiếp xúc với cái nền học vấn nó khác so với việc mà học ở những cái trường công lập khác, những cơ hội để tiếp xúc với những con người tuyệt vời khác, các thầy cô khác, và những thầy cô mà thực sự là thành đạt trong cuộc sống và họ có những cái kinh nghiệm thực tế chứ không chỉ đơn thuần là những bài giảng, và họ thực sự rất là quan tâm đến sinh viên trong trường. Mình cũng xin cảm ơn các cô ở trong khoa, bởi vì các cô rất là tạo điều kiện cho sinh viên rất là tâm lý, thậm chí là đôi khi mình cảm thấy các cô giống như là người bạn và người tư vấn tâm lý luôn cho sinh viên chứ không chỉ là các thầy cô nữa. Với các bạn sinh viên đang học tập tại môi trường đại học Nguyễn Trãi và các bạn tân sinh viên sắp chuẩn bị và bước vào cái thời gian thời kỳ sinh viên với trường Nguyễn Trãi, thì mình xin được chúc mừng các bạn, bởi vì đây thực sự là một môi trường rất tốt. Nó sẽ giúp các bạn tạo điều kiện để các bạn phát triển bản thân cũng như các kỹ năng mà có thể là các bạn chưa có. Ở đây thì các bạn sẽ được đào tạo và học tập những cái kiến thức nó rất là thực tế. Các bạn có thể tự tin rằng là khi mà bước ra khỏi trường thì các bạn sẽ có nhiều kỹ năng hơn rất nhiều so với các bạn khác. Và tại đây thì các bạn sẽ được sống trong một cái môi trường nó như là một gia đình thứ hai của mình. Và các bạn hãy tự tin lên, không đừng ngại ngần chia sẻ những ý kiến và đóng góp của mình với các thầy cô như là bạn bè. Bởi vì tại đây thì các bạn, ý kiến của các bạn sẽ luôn được lắng nghe. Cảm ơn thầy cô, thầy Nguyễn Tiến Luận. Thầy chỉ đến với em một thời gian, rất nhiều ngày làm với thầy những điểm hay của mà em cảm thấy là sau khi ra vào trường những cái muối em muốn học tiếp. Khi mà em chưa được một cái góc nhỏ của thầy thì em cảm thấy là nó cũng khó chịu và muốn là phấn đấu để thành một phần nhỏ như thầy là quý hóa lắm rồi. Chúc các thầy, em xin chúc các thầy là luôn luôn mà trong cái những ước mơ, trong những nghề nghiệp của em, luôn luôn cho anh em được những cái điều say mê, những câu chuyện của thầy rất đi thu, luôn luôn mãi đi thu mãi như thế.